Rồi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Giúp Bô Tuấn Nguyễn của mình. Nay mình mới về cặp Giúp Bô chủ đề hai biểu tượng của nước Mỹ anh em. Chủ đề cũng rất là độc đáo, nổi tiếng lắm anh em. Anh em nào kết hai em nó cứ gọi mình. Số điện thoại mình là 0909 828 779 nha anh em. Bên phải màn hình anh em đó là em đồng nguyên khối Solid Red Bằng. Hình tượng lá quốc kỳ Mỹ đang tung bay, độc đáo lắm anh em. Ở giữa là chữ USA ha. Biểu tượng huyền thoại nổi tiếng của nước Mỹ nha anh em. Đó là lá quốc kỳ Mỹ ha. Hãng chế tác trên em giúp bộ đồng nguyên khối luôn. Còn bên trái màn hình anh em đó là em Polis Chrome trắng cao cấp. Chủ đề về logo của lực lượng tuần duyên Mỹ, United States Coast Guard. Lực lượng tuần duyên Mỹ chuyên đi bảo vệ sự thông thương hàng hải trên toàn thế giới nha nè. Lực lượng đặc biệt của Hải quân Mỹ đi kiểm tra bảo vệ sự thông thương hàng hải của các vùng biển trên toàn thế giới luôn. Độc đáo lắm anh em, với những con tàu rất là lớn với cái logo hình cái hai cái mỏ neo dắt ngang qua trong cái vòng tròn nhỏ nhỏ, có cái khiên cách điệu lá quốc kỳ Mỹ ha, chạy xung quanh có dòng chữ United States Coast Guard, trên nắp là dòng chữ United States Coast Guard nha anh em, tên của lực lượng hải quân Mỹ bằng tiếng Anh Mỹ ha. Em Polis Chrome trắng này thì mang đến cho anh em phong cách mạnh mẽ nam tính lắm anh em. Cặp Jeepo hàng zin ha, chính hãng Jeepo Mỹ luôn. Anh em nào tuyển hai em nó về cứ gọi mình ship chia lửa tới anh em toàn quốc nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới clip nha. Tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Jeepo bên mình. Còn giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước với anh em nha. Đây là em quốc kỳ Mỹ ha nè. Là quốc kỳ Mỹ đang tung bay, chữ USA ở giữa ha. Hai mặt trước cho sau ha nè. Em này là đồng nguyên khối nha nè. Trên tay rất là bóng bẩy sang trọng. Đáy bằng nha. Hàng zin nha anh em. Kính mít cứng khừ luôn ha. Giúp bộ Mỹ xịn bên mình thì rất là nhạy lửa. Để nhẹ lên lửa thôi anh em. Lắc nhẹ ngón tay này, cái là lên lửa thôi. Giữ săn lâu ha. Đồng nguyên khối luôn anh em. Chủ đề đơn giản nhưng mà nó toát lên sự sang trọng ý nghĩa khi anh em trên tay ha. Hình tượng lá quốc kỳ Mỹ huyền thoại nổi tiếng trên toàn thế giới ha anh em. Quá quen thuộc với các anh em yêu mến Jeepo cũng như là yêu mến các vấn đề thời sự ha. Hàng zin ha anh em. Giá hai em nó anh em nhấn vô tựa đề clip sẽ hiện đồ mô tả nha. Có giá hai em nó dưới mô tả để anh em xem. Đồng nguyên khối luôn, soi kỹ anh em xem ha, kính mít. Rồi đây là em đồng nguyên khối Solid Red lá quốc kỳ Mỹ với logo chữ USA nha nè. Còn đây là em Polis Chrome trắng cao cấp, logo của lực lượng đặc biệt, lực lượng tuần duyên Mỹ ha. United States Coast Guard rất là nổi tiếng anh em. Em này thì cũng zin luôn, kính mít luôn ha. Đáy lõm, mặt sau trơn ha. Dòng Polis Chrome trắng cao cấp, rất là bền bỉ và cũng toát lên sự sang trọng mạnh mẽ ha anh em. Chưa hề đụng chạm gì ha. Hàng bên mình thì luôn luôn giới thiệu với anh em hàng zin A tới Z luôn nha anh em. Có nhu cầu và xem hình ảnh thực tế hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình, đường link mình để vô mô tả, anh em cứ click vô xem.
Số điện thoại hotline mình là 0909 828 779 nha anh em. Anh em cứ gọi là sẽ có người ship tới tận tay cho anh em toàn quốc. Mệt chưa? Bên mình thì chia lửa giao lưu với anh em nhiều năm qua rồi. Anh em yên tâm ha. Lưu ý anh em dùng xăng đá chính hãng xịn nha anh em, để đảm bảo độ bền của Zippo và hiệu quả anh em sử dụng ha. Anh em dùng xăng đá không đảm bảo chất lượng thì sẽ ảnh hưởng tới quá trình mình sử dụng, cũng như là mang đến sự phiền toái cho anh em nha. Kính mít ha anh em, chơi hay làm quà tặng quà biếu cặp Zippo bữa nay cũng rất là hay đó anh em. Luôn luôn soi kỹ anh em xem ha. Còn khi ship thì mình cũng bao chết bao test nha anh em. Anh em yên tâm nha. Hàng full box. Rồi, bữa nay mình về giới thiệu với anh em cặp Zippo quốc kỳ Mỹ và logo tuần duyên Mỹ nha. Đồng nguyên khối và solid và polish chrome trắng cao cấp. Anh em nào kết hai em nó cứ gọi mình. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Mình xin kết thúc video clip. Tạm biệt anh em nha.